Xin chào các bạn cùng trở lại với F8. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi mua một tên miền trong thực tế. Tức là chúng ta sẽ bỏ tiền ra để đi mua một cái tên miền. Thông thường thì mình sẽ sử dụng nhà cung cấp của Việt Nam thì mình sẽ dùng bên Tenten. Còn nếu mà sử dụng nhà cung cấp của nước ngoài thì mình sẽ dùng của thằng GoDaddy. Đấy, đây này. Thì tùy vào cái sở thích của các bạn thì các bạn thích dùng của nhà cung cấp nào cũng được nhá. Thì trong khuôn khổ của video này mình sẽ sử dụng nhà cung cấp Tenten. Các bạn có thể vào Google search là Tenten, hoặc là các bạn truy cập thẳng vào luôn là tenten.vn. Ở cái ô tìm kiếm này, các bạn search vào cái tên miền các bạn muốn mua. Thông thường thì chúng ta đặt cái tên miền nó thường liên quan tới cái sản phẩm hay là cái tổ chức của chúng ta. Thì cụ thể trong khóa học này thì mình sẽ mua một tên miền tên là F8 Ubuntu. Rồi, mình sẽ bấm kiểm tra để xem là có những tên miền nào mình có thể mua. Thực ra chúng ta quen mồm hay nói là mua thôi, thực ra là thuê các bạn nhá. Số tiền này chúng ta bỏ ra để thuê trong vòng 1 năm. Đây là những cái tên miền nó đang khuyến mại này, có 25.000 nữa này, khả năng mình mua con này luôn. Đấy. Đến lúc gia hạn nó là nó đắt đấy các bạn nhé. Đây này có thể là 790k, nó đang giảm giá con 25 này. Thì đến lúc mà chúng ta gia hạn rất có thể nó sẽ là 790k hoặc là bao tiền đấy. Thì cái này các bạn chịu khó đọc nhá, mình cũng lười lắm, mình cứ mua nó đã. Rồi, 25k. Thì mặc định nó tích vào cái dịch vụ bảo mật tên miền này thì các bạn không thích các bạn bỏ nó đi. Nếu mà các bạn mua tên miền cho doanh nghiệp, cho tổ chức mà đòi hỏi cần phải bảo mật thì các bạn nên sử dụng thêm những dịch vụ bảo mật thông tin này nhá. Ok, ở đây các bạn tiến hành đăng nhập hoặc đăng ký, nếu mà chưa tài khoản thì đăng ký, còn ở đây là mình có rồi thì mình sẽ đăng nhập thôi. Ok, bấm đăng nhập. Đấy, đăng nhập thành công rồi các bạn nhá. Thì ở đây nó có một số cái thông tin nhạy cảm nên là mình che thôi các bạn nhá. Rồi, tiếp tục. Ở bên này thì các bạn tùy vào cái hình thức thanh toán thì các bạn sẽ lựa chọn cho nó đơn giản. Ở đây khả năng mình dùng VNPay cho nó dễ. Các bạn chỉ cần mở cái app mở ngân hàng lên, sau các bạn quét QR code một cái là các bạn thanh toán được thôi. Rồi, thanh toán qua mã quét VNPay. Ok, thì bây giờ các bạn rút điện thoại các bạn ra. Đấy, hoặc là anh em nào có tiền thì quét hộ mình cái cũng được. Đó, thanh toán thành công. Mất ngay 27.500k. Quá rẻ để quay một video đúng không các bạn? Ok. Rồi, mình đã thanh toán thành công thì bây giờ các bạn check mail. Đấy, các bạn check mail để các bạn có thể chờ cái thông tin tên miền nó gửi cho các bạn nhé. Rồi, xác thực đơn hàng đây, xác nhận đơn hàng thành công đây. Tên miền là F8 Ubuntu.online. Các bạn bây giờ bắt đầu đi đăng nhập vào cái tài khoản viết là id.tenten.vn. Đó, các bạn đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào đây. Tài khoản của Tenten ấy mà các bạn đã đăng ký ấy. Check vào tôi không phải là người máy và đăng nhập. Đấy, thì các bạn đăng nhập vào đây. Cái tên miền của các bạn đã thuê ấy, nó nằm ở trong đây này, dịch vụ đang được sử dụng này. Dí vào đây, chi tiết này. Đấy, tên miền này. Để yên xem là nó hiện ra. Đấy, có một tên miền đây các bạn. Click vào cái chữ tên miền này. Cái giao diện cho ngày làm hơi chán các bạn nhỉ. Nhìn chả biết là có thể nhấn được. Chẳng qua là mình dùng nên mình biết thôi. Đó, 1 năm các bạn nhé. Rồi, thì bây giờ ấy, các bạn sẽ có một cái thao tác là trỏ cái tên miền này về cái máy chủ của các bạn nhé. Trỏ về cái máy chủ ấy. Thì xem nào. GData. Đấy, cái máy chủ mà các bạn đi mua đi thuê đấy, được chưa? Đây, cái IP của nó đây này. Copy là cái IP này, được chưa? Quay sang cái quản lý tên miền này, bấm vào cái bánh răng. Đấy, chọn vào là cài đặt DNS các bạn nhé. Đây được gọi là các bạn trỏ cái tên miền về cái IP của máy chủ của các bạn, được chưa? Thì sau này các bạn gõ cái tên miền vào trình duyệt ấy thì nó sẽ biết để nó hướng tới cái máy chủ của các bạn nhé. Trang này bấm vào lâu thật đấy. Sau này có thời gian mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn tập về những cái này thì các bạn sẽ biết cách những cái cách xử lý để nó tối ưu lên nữa cơ. Rồi, ok, bây giờ sang bên này nhá, thì nó có cái bản ghi này, đấy, record này. Thì bây giờ các bạn tìm cái nút thêm bản ghi đây, thêm đây, các bạn chuyển cái loại bản ghi sang bản ghi A. Đấy, bản ghi A này, tên thì các bạn nhập vào đây giúp mình là A còng. A còng thì tức là nó sẽ dùng chính cái tên miền của các bạn luôn ấy, tức là nó sẽ là F8 Ubuntu.online. Đấy, thì các bạn dùng cái dấu A còng thì nó sẽ thay thế cái đoạn các bạn nhập cái tên miền đấy. Thẻ A, giá trị của nó là cái tên miền đây các bạn nhá, lưu lại này. Đó, thì tức là sau khi các bạn trỏ này thành công ấy, đấy, nó sẽ chưa chắc nó đã ăn ngay đâu, nó có thể trong khoảng 3 giờ hoặc chậm nhất đến 24 giờ này cơ.
Nhưng nếu mà nó thành công ấy thì các bạn sẽ ping được. Đấy, giả sử nha, các bạn đứng đây các bạn ping f8ubuntu.online, enter. Đấy, giờ các bạn chưa chọn thành công thế nên là cái name tên miền này này nó chưa có. Các bạn ping rất là không được các bạn nhá. Để mình thử mở cái Ubuntu ở trên máy em nào. Ping f8ubuntu.online. Đó, nó vẫn chưa chọn thành công đâu các bạn, nên là nó chưa có. Nếu mà thành công ấy thì nó sẽ giống kiểu như này này, ping fullstack.edu.vn này này. Đấy, nó sẽ hiện ra như này này các bạn nhá. Ok. Rồi, nếu mà các bạn chọn như này là các bạn chọn được cái trang chủ, tức là sau này các bạn có thể gõ vào như này f8ubuntu.online. Đấy, enter một cái. Thì sau này nó chọn thành công ấy là nó sẽ lao vào cái địa chỉ IP này các bạn nhá. Thì bây giờ các bạn chờ lát nữa là nó sẽ chọn thôi. Video sau mình quay hướng dẫn các bạn thì chắc là nó chọn xong rồi. Được chưa ạ? Ok, xem là khuôn khổ cái bài học này là chúng ta làm cái gì nào. Hướng dẫn mua tên miền. Ok, thì các bạn có thể làm đến đây là các bạn đã chọn thành công tên miền rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào và gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.